Đã tới lúc phải tiễn các ngươi một đoạn rồi. Duy Chân, xin hãy buông tha con của tôi bất hối. Mẹ của nó là Kỷ Hiểu Phù phái Nam Mi, xuất thân chính phái, không phải là người của Minh giáo. Nuôi ông tài áo phải diệt cỏ tận gốc. Sao mất tiêu vậy? Thật là tôi không thể ngờ ở đây có một đường hầm như vậy. Tôi cũng tình cờ mới phát hiện được. Rất có thể năm xưa giáo chủ đã dùng đường hầm này để thoát hiểm, và Dương phu nhân cũng lợi dụng đường hầm này mà ra vào để hẹn hò với Thành Khung. Chuyện đó thì tôi không rõ. Mau đi theo tôi. Kia có cây đuốc. Có nhiều quả dược lắm. Cẩn thận đó. Lỡ đấm lửa ba trúng quả dược thì chúng ta sẽ chết chắc đó. Có gì không công tử? Cô nương à, cô tên gì vậy? Tôi tên là Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, thì ra cô đẹp như vậy. Chà, lúc nãy hoảng hốt quá tôi quên giả bộ rồi. Thật ra tại sao cô phải làm mặt xấu xí như vậy? Tôi sợ tiểu thư giận tôi nên mới làm mặt xấu xí. Nghe tiểu thư gọi huynh là Du Kỷ ca ca, chắc chắn tên của huynh là Du Kỷ phải không? Tôi họ Trương, tên Trương Du Kỷ. Tiểu Chiêu à, tôi nghĩ chúng ta nên đi nhanh đi, có được không? Sao có nhiều binh khí quá vậy? Xem ra có thể đường hầm này dành cho giáo chúng Minh giáo dùng để thoát nạn. Đăng ký cô nương. Chạy. Sao hả? Không sao chứ? Không sao. Chết rồi, chặn ngay đường rồi. Để tôi thử đẩy nó coi. Viên đá này nặng ngàn cân, dù võ công của ngươi tài ba cũng đẩy không nổi đâu. Thành Khôn! Cửa này nặng quá tôi đẩy không nổi. Để tôi thử coi. Công tử, huynh tài thiệt đó. Tôi cũng không biết tại sao từ lúc tôi chết đi sống lại, từ trong túi giải Càn Khôn thoát ra, chẳng những khinh công của tôi tốt hơn mà sức lực còn tăng lên nữa. Cánh cửa sắt này nặng lắm, lại có nhiều cơ quan, thiệt tình thiếu chút sức lực cũng không được. Có bộ người ra vào nơi này nhất định võ công rất cao. Hay là mình vô trỏng coi còn lối thoát nào khác không? Đi sợ nha. Đây đã là cuối đường rồi. không còn lối thoát nào nữa. Không lẽ hai người này là giáo chủ Minh giáo Dương Đỉnh Thiên và phu nhân của ổng? Có bức gì thư, có bức gì thư. Không biết đây là cái gì. Chúc mừng huynh công tử, đây là tâm pháp vô thượng của Minh giáo. Vậy hả? Nhưng chẳng có gì cả. Kỳ diệu quá. Quả nhiên không sai, là Càn Khôn Đại Na Di. Tiểu Chiêu, làm sao cô biết bí mật ở trên tấm da này vậy? Tôi lén lút nghe Dương Tả Sứ nói với tiểu thư như vậy. Là di thư của Dương giáo chủ, mau mở ra coi đi. Không được, trên này có ghi phu nhân thân khải mà. Không chừng trong thư có di ngôn của Dương giáo chủ, công tử đọc xong nói lại cho Dương Tả Sứ nghe, không chừng có thể hoàn thành tâm nguyện của giáo chủ. Cũng được. Phu nhân của ta, đây ta mới luyện được tầng thứ tư của Càn Khôn Đại Na Di. Cũng vì chuyện của Thành Khôn làm tẩu quả nhập ma, chân lực phân tán khó tránh đại nạn. Nhờ phu nhân mang di thư triệu tạ hữu sứ quang minh, tứ hộ pháp, tam tản nhân cùng nhau hợp sức, đến Ba Tư đón nhận thánh quả lệnh. Ai có công sẽ tôn làm giáo chủ mới. Lệnh cho Tạ Tốn tạm giữ chức phó giáo chủ Quang Đại Minh giáo, hành thiện trừ ác, mệnh danh tôn thánh quả phổ độ thiên hạ chúng sinh. Dương Đỉnh Thiên tuyệt bút. Thì ra Dương giáo chủ của Minh giáo đã chết ở đây. Theo bức di thư này cho thấy, giáo chủ của Minh giáo vốn là quang minh chính đại. Chỉ đáng tiếc sau khi Dương giáo chủ mất tích, Minh giáo mới chia năm xẻ bảy, giáo vụ cũng bắt đầu biến mất. Tiếc là Dương phu nhân chưa kịp đọc di thư đã tự kết liễu mình. Xin con sau này yêu dâng hàn hình công nhật dũng ngàn lâu như trong nhà. Tiểu Chiêu à, lời bài hát này nghe thật là hay, lại có ý nghĩa nữa. Cô học được ở đâu vậy? Tôi chỉ luôn miệng hát đại thôi mà. Tiểu Chiêu à, tôi thật có lỗi với cô. Tôi đã hại cô bị nhốt ở đây. Đúng ra tôi đã chết với kiếm của tiểu thư. Nếu tôi chết thì làm sao đưa huynh vô đây? Không lẽ tôi cũng phải xin lỗi huynh sao? Tiểu Chiêu, thì ra cô thông minh như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn phải có cách. Tôi nghe Dương Tả Sứ nói với tiểu thư là Càn Khôn Đại Na Di của họ tổng cộng có 7 tầng. Ông chỉ luyện được tầng thứ nhất. Nếu có thể luyện được tầng cao nhất của Càn Khôn, chắc chắn sẽ cứng rắn như đá. Công tử, hay là huynh thử luyện Càn Khôn Đại Na Di đi. Không chừng huynh thông minh hơn người mới trước mắt đã luyện được. Nhưng mà Dương giáo chủ dùng sức lực cả đời mới luyện được tầng thứ tư. Tôi thì làm sao luyện được? Học được chiêu nào thì hay chiêu nấy, học chút xíu cũng được mà. Dù sao mình bị giam ở đây trước sau gì cũng chết. Hay là thử đi. Cô nói không phải hả? Tôi được, để tôi thử nha. Lĩnh ngộ được rồi, công tử huynh lợi hại lắm. Nhưng mà rõ ràng ở đây có nói tâm pháp tầng thứ nhất, ai thông minh á, thì 7 năm là thành công, còn kẻ yếu mất 14 năm lận. Tại sao tôi mới luyện thì đã thành công? Tôi đã nói công tử thông minh hơn người mà. Không lẽ chân khí cửu dương trong người của tôi... Đừng nói nhiều nữa, mà luyện tầng thứ hai đi.